Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng hai mẫu sản phẩm, đó là hai cỗ ngai thờ gia tiên hay là hai cỗ ngai thờ thờ bà cô ông Mãnh, được làm bằng chất liệu gỗ mita và đã được sơn son thép vàng phủ hoàn kim. Hôm nay chúng tôi có quay lại video clip một lượt giới thiệu tới tất cả quý khách hàng cũng như là gia đình khách hàng ở Hưng Yên đã đặt hàng chúng tôi. Gia đình anh đã đặt hàng online và hôm nay xong thì chúng tôi sẽ quay lại một lượt. Thì hai cỗ ngai thờ này có đồng kích thước, đó là chiều dài 64, chiều sâu 46 và chiều cao đến đầu rồng đó là 90. Chúng tôi làm theo kích thước của gia đình nhà anh đã đặt và được làm từ chất liệu đó là gỗ mita, gỗ mít ăn quả. Và trong rất nhiều video trước chúng tôi đã giới thiệu các cái clip hàng mộc. Hôm nay chúng tôi giới thiệu phần hoàn thiện đã được sơn son thép vàng. Và cỗ ngai thờ này khác với khám thờ, đó là chúng tôi bên trên chúng tôi chạm trường rồng. Rồng đây là rồng thật. Và cái mẫu ngai này là ngai cột, có các cái cột tiện ở phía dưới cái thân rồng. Khác với phần ngai vách thì nó đắt hơn. Trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu phần ngai cột và video này đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn đồ thờ cúng của chúng tôi. Trung bình một tháng chúng tôi ra được rất nhiều cỗ ngai như này, từ 50 tới 100 cỗ ngai để bàn giao tới tất cả quý khách hàng, khách buôn cũng như khách dùng. Chúng tôi có bán lẻ theo hàng mộc. Quý khách có nhu cầu, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Nếu quý khách ở gần thì quý khách có thể qua cơ sở xem hàng trực tiếp tại địa chỉ làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Mẫu ngai thờ này là toàn bộ cái bề mặt để bát hương là chúng tôi đã sơn then, tức là sơn màu đen. Còn lại là chúng tôi sơn son thép vàng. Hai gam màu chủ đạo đó là màu đỏ và màu vàng. Và đây là vàng Đài Loan, vàng công nghiệp, không phải vàng 4 số 9. Nếu là vàng 4 số 9 thì giá thành nó rất là cao. Chúng tôi cũng đang hoàn thiện rất nhiều các cái bộ hoành phi câu đối để bàn giao cho các nhà thờ lớn, nhà thờ tư gia, đình chùa, miếu mạo. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Mọi chi tiết xin liên hệ về hotline 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá miễn phí. Và đây là cỗ khám thờ. Cỗ khám thờ này khác với cỗ ngai thờ, nó có các cái chuồng cửa và các cái võng ở đằng trước và bao bọc xung quanh bên ngoài, đó là cái phần tai. Và trương thì chúng tôi chạm vào rồng trầu mật nguyệt. Và phía trước thì có các cái bao loan nghê trầu. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi, ủng hộ kênh Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành trong suốt thời gian vừa qua. Mọi chi tiết và thắc mắc quý khách xin liên hệ về 0986 883349. Chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị về các cái sản phẩm đồ thờ cúng như ngai thờ, khám thờ. Quý khách ưng mẫu sản phẩm, quý khách có thể chụp màn hình lại gửi về Zalo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo giá cụ thể. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.